cùng cập nhật không khí ngày đầu tiên của hơn 105.000 thí sinh thi vào 10 trường phổ thông ở Hà Nội của năm nay. Thưa quý vị, cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Sức hút của ngôi làng nhỏ trên đảo Menorca của Tây Ban Nha đang minh chứng cho điều đó. Du khách đổ xô tới đây chen chúc chụp ảnh khiến cho cư dân trở nên giận dữ và thậm chí là muốn cấm cửa tất cả du khách vào làng. Những thông tin nóng nhận được nhiều sự quan tâm trong tuần qua sẽ kể cho chúng ta câu chuyện gì? Hãy cùng chờ đợi trong một điểm phần ít phút nữa của chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Bên cạnh đó sẽ là nhiều những tin tức cập nhật đáng chú ý khác của Chuyển động 24 giờ. Thưa quý vị, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, một quán cà phê 2 tầng ở Hàng Vải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã xảy ra cháy lớn. Căn nhà xảy ra cháy là ngôi nhà kinh doanh cà phê và vật liệu tre trúc diện tích khoảng 20m². Nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàn Kiếm đã điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập tắt vụ hỏa hoạn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Còn vào khoảng 21 giờ tối qua, một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách, xe đầu kéo và xe tải xảy ra trên quốc lộ 1A tuyến tránh thành phố Huế, khiến nhiều người bị thương, trong đó có 3 trẻ em. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nhiều, xe tải và xe khách quay ngang chắn làn đường xe chạy, xe đầu kéo lao ra khỏi lòng đường và mắc kẹt bên mương nước. Thời điểm xảy ra tai nạn, Thừa Thiên Huế mới xảy ra trận mưa khá lớn và đường trơn. Ngay sau vụ tai nạn, các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu và điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe các nạn nhân tạm thời ổn định. Vào sáng nay, ngày 8 tháng 6, sau một thời gian dài miệt mài ôn tập, thì ngày hôm nay các thí sinh Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi được đánh giá là có mức độ khó cao nhất trong suốt quãng đời học sinh. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, được nhiều thí sinh đánh giá là dễ thở và nhiều em thì làm được bài. Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng là một trong 4 điểm thi lớn nhất, đông nhất của thành phố Hà Nội với 38 phòng thi và hơn 900 thí sinh tham gia. Và ngay bây giờ đây chúng tôi đang rất nóng lòng chờ đón đề thi môn ngữ văn buổi sáng ngày hôm nay. Có thí sinh ra rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem đề thi có gì thú vị nhé. Đề thi môn ngữ văn là vào bài đồng chí ạ, của chính hữu ạ. Đề khá là dễ ạ, nếu mà xét về trình độ riêng anh em thì em thấy bài này không trên 8 thì cũng phải được 9 đấy. Bài đồng chí cũng là một bài dễ phân tích, dễ thuộc ghi nhớ nên là em có thể làm được bài hôm nay ạ. Với trình độ chém văn của em từ hồi học lớp 1 đến lớp 9 thì em nghĩ là em không tự tin vào bài làm, nhưng mà em vẫn nghĩ là chắc là vẫn được trên 6, vẫn đủ điểm đỗ. Có thể thấy nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi đầu tiên. Ngoài đồng chí, đề thi nghị luận xã hội là về tình cảm gia đình. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ trong thời gian 60 phút. Sáng mai ngày 9 tháng 6, thí sinh dự thi môn toán với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Top những trang phục đi biển, sống ảo an toàn mùa hè này. Top 1 Ninja bãi biển. Top 1 trang phục sống ảo an toàn không thể thiếu áo chống nắng dài tay, váy chống nắng trùm gót chân, đầu đội mũ rộng vành trùm kín đầu, khẩu trang trùm kín khuôn mặt. Đừng quên cặp kính râm che kín đôi mắt. Với trang phục này, người ngoài gặp bạn chỉ có thể ngơ ngác thốt lên: hẹn em giữa buổi chiều hè, làm sao tôi có thể nhận ra em? Top 2 Thời trang bà ngoại. Một kiểu thời trang sống ảo an toàn khi đi biển nữa, đó chính là diện trang phục của các bà, các mẹ. Sự đứng đắn, nghiêm túc với số tuổi được cộng thêm khi diện phong cách thời trang này chắc chắn sẽ làm nản lòng những ống kính camera chuyên săn những cô nàng bãi biển nóng bỏng. Xin kính chào quý vị. Tại sao mùa hè mà tôi lại tư vấn đến chị em phụ nữ những trang phục đi biển sống ảo an toàn? Bởi một lẽ đơn giản, anh Thử vẫn đang tiếp tục đăng thật. Những tưởng là sau sự vào cuộc của báo chí thì kênh TikTok Cá Chép đã trở thành cá chép om dưa. Nhưng mà không, khoảng 4 ngày trở lại đây thì Mr. 700 Clip lại tiếp tục mở thêm những kênh TikTok khác và tiếp tục đăng tải những video clip phỏng vấn các cô gái trên bãi biển với chủ đích là quay lén những bộ phận nhạy cảm. Những video này, đáng tiếc thay, lại nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Và hành vi này tôi tạm gọi đó là sự thách thức có chủ ý của chủ kênh với không chỉ cộng đồng mà còn với cả cơ quan chức năng. Anh ta ra biển nhưng không phải để bơi, cũng không phải để câu cá, mà chỉ để nhằm câu view. Vậy, mục đích của chủ kênh này là gì khi mà dám bất chấp tất cả để thực hiện hành vi bị cả xã hội lên án như vậy?
và tôi xin mời quý vị cùng đến với hình ảnh về tháp nhu cầu Maslow. Như quý vị đã nhìn thấy đây, trong 5 mức nhu cầu của tháp Maslow, thì nhu cầu được thể hiện mình là nhu cầu cao nhất trong kim tự tháp này. Hiểu một cách thông thường thì đây là mong muốn được chứng minh bản thân, được theo đuổi đam mê, sở thích và mang lại những giá trị, lợi ích tốt đẹp cho xã hội. Tuy nhiên, với một số người có suy nghĩ lệch lạc thì nhu cầu thể hiện mình lại trở thành hành vi muốn mình trở nên sáng nhất trên mạng xã hội theo đúng nghĩa bóng của nó, bằng việc đăng tải những nội dung phản cảm nhưng mà lại hút view. Lượt xem càng cao thì càng góp phần nâng cao sự thỏa mãn, hưng phấn cho chủ kênh. Còn khi lượt xem xuống thấp thì nó khiến chủ kênh sẽ đau đầu tìm mọi cách để nâng lại lượt xem bằng mọi giá. Và từ đó thì những nội dung phản cảm, cái sau sẽ lại phản cảm hơn cái trước, cứ thế được ra đời. Và nếu quý vị hỏi là ở trên mạng xã hội có kẻ tiếp tay không, thì tôi sẽ trả lời là có. Hành vi tiếp tay có thể đến từ những điều đơn giản nhất, ví dụ như là vào hùa với cái xấu. Quý vị có thể đọc các bình luận mà tôi đã lọc ra như sau. 1. Sự thật mất lòng. Họ mặc đồ đàng hoàng thì đâu có bị gì. Mặc hở quá thì vô tình làm cho tội phạm trỗi dậy. 2. Sợ bị nhìn thì đừng có khoe. Còn khoe thì đừng có sợ nhìn. Xã hội ngộ thật, mình tự ăn mặc thoải mái, lại bảo người ta đừng nhìn. Và 3. Sao ai cũng kêu mình là nạn nhân vậy? Ra đường bị quay trúng thì đều kêu mình là nạn nhân à? Thưa quý vị, tôi trích 3 bình luận trên TikTok để cho quý vị thấy sự lệch lạc cũng có đồng minh như thế nào. Thứ nhất, bạn đã hỏi và nhận được sự đồng ý cho phép quay chụp của nhân vật chưa? Thứ hai, nội dung bạn đăng lên đã nhận được sự đồng ý cho phép của nhân vật hay chưa? Và thứ ba, thế giờ đi biển thì phải mặc gì? Xin hãy ngừng lên án và đổ tội cho nạn nhân, ngừng biến họ rơi vào cảm giác mình vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Họ đơn giản chỉ là nạn nhân. Và tâm trạng của họ khi bị phát tán những video clip mà mình không hề mong muốn, cảm giác của họ phải trải qua tồi tệ hơn những bình luận kia viết rất nhiều. Và là nạn nhân, xin hãy lên tiếng. Hốt hoảng và lo lắng khi bất ngờ hình ảnh đi biển của mình bị quay lén, rồi đăng trên một tài khoản thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Dưới đó là những bình luận khiếm nhã về cơ thể. Bị ảnh hưởng về cả tâm lý lẫn cuộc sống là điều bạn nữ này đang phải trải qua. Người ta zoom cận cảnh những cái phần trên cơ thể của mình nên là mình khá là bức xúc và đọc thêm cả comment ở phía dưới video ấy, thì mình cũng có những cái comment khiếm nhã từ những bạn nam khác, mình cảm thấy rất là stress và rất là ngại, cũng ảnh hưởng đến cả những cái mối quan hệ đồng nghiệp xung quanh mình nữa, bởi vì có những người người ta cũng hiểu và đồng cảm với mình nhưng mà cũng có những người không được như thế. Cùng với đó, 27 nạn nhân, trong đó có những em chỉ mới 16 tuổi. Cảm giác bị chế giễu, mất đi sự riêng tư và ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm là những gì các nạn nhân họ đang phải đối mặt. Trong đấy thì cũng có những bạn 2005, 2006, cho đến tận bây giờ thì các bạn ấy vẫn không dám chia sẻ với gia đình là mình bị quay như thế và bị đăng lên như thế, không được gia đình bảo vệ, cũng bị trách ấy. Trong khi đó là các bạn ấy bị quay video như thế này là sự bị động. Một cái lượng công kích rất là lớn, nó ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều. Bản thân em thấy như thế thì cảm thấy rất là buồn khi mà mình còn quá nhỏ để mình phải đối diện với cái sự việc nó căng thẳng như thế. Lúc nào bản thân em cũng chỉ nghĩ đăm đăm lên cái chuyện mà mình bị up clip như thế. Có khi là em sẽ không dám đi học thêm vì em ngại tất cả bạn bè. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà ôn thi của em. Em cảm thấy cái điều đấy nó làm cho tinh thần tâm lý em nó bị khủng hoảng. Bức xúc và phẫn nộ, những nạn nhân này chỉ nhận lại là những lời lẽ thô tục, châm biếm, cợt nhả, thậm chí là đe dọa kèm thách thức. Em cũng có yêu cầu gỡ đến tận 3 lần, nhưng mà người ta cũng kiểu không quan tâm và người ta lại kiểu tìm sang cái câu chuyện khác để tránh lãng. Kiểu gạ gẫm đi ăn xong rồi là xin số điện thoại em. Nó cũng có thách thức là báo công an đi. Vẫn thấy là người này tiếp tục đăng video của các bạn nữ khác ở bãi biển khác. Và người này cũng có live stream nữa. Thì mình thấy là người này không hề có cái thái độ hối lỗi. Vâng, từ khi mạng xã hội ra đời khái niệm nhà sáng tạo nội dung số, một cách gọi rất sang dành cho những người có khả năng sản xuất các video clip đăng trên nền tảng số, thì cũng khiến cho chính người trong cuộc ảo tưởng vào chính mình. Họ đang thực sự làm những nội dung sáng tạo hay đang sản xuất ra các tác phẩm? Thưa quý vị, một số người dân đang quay gì đây ạ trong bức hình này? Phải chăng là có một điều gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra ở bên trong?
và tôi sẽ không để cho trí tưởng tượng của quý vị bay xa hơn nữa, bởi vì tôi tin là nhiều người đã nhận ra đây chính là khung hình mà các YouTuber, Facebooker, TikToker đang xuống đông xuống đỏ để quay một người đàn ông đi khất thực xuyên Việt, thậm chí cả lúc ông đi vệ sinh. Và xin được chuyển sang một câu chuyện khác. Vào tối ngày 29 tháng 5, thì khoảng gần 100 lái xe ôm công nghệ đã tụ tập, lạng lách, gây rối ở khu vực Hồ Điều Hòa Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, quý vị có biết nguồn cơn khởi phát là từ đâu không ạ? Đơn giản là chỉ từ mục đích câu view của chính quản trị trang với nội dung hóng kèo giao lưu tối nay tại công viên Hồ Điều Hòa Mai Dịch. Chỉ có vậy thôi mà buổi tối cũng có đến gần 100 lái xe đi hóng kèo thật. Những hình ảnh trích xuất từ camera giao thông trên rất nhiều tuyến đường Hà Nội vào đêm 29 tháng 5. Một chiếc xe máy có cờ dẫn đoàn, khoảng 100 xe máy tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, hú còi, gây ách tắc giao thông. Nhiều người không đội mũ bảo hiểm, đi xe không biển số. Hầu hết các đối tượng đều từ 18 đến 20 tuổi. Thậm chí có nhiều sinh viên các trường đại học. Theo Công an thành phố Hà Nội, nhóm đối tượng này đã theo một thông tin giả mạo trên hội Bibai về việc có một vụ đánh nhau giữa hai nhóm lái xe của hai tỉnh nên tập trung về khu vực phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy của Hà Nội. Khi không có cuộc đánh nhau nào tại công viên, các đối tượng đã biến thành một cuộc diễu hành suốt gần 2 tiếng đồng hồ trên đường phố. Ham vui theo đám đông, hiếu thắng muốn thể hiện bản thân mình thật là nổi trội trong đám đông để gây sự chú ý với mọi người xung quanh. Vui chơi nhất thời, nông nổi, rất lâu tìm lại. Điều tra sau đó cho thấy, đối tượng đăng bài là quản trị hội nhóm đã nghĩ ra nội dung trên để nhằm tăng thành viên cho nhóm, tăng giá trị của trang. Thậm chí, nhiều bài chia sẻ lại đều là hình ảnh cắt ghép. Một cái tin là tụ tập đông người sẽ nhiều người tò mò, thông tin đánh nhau bí ẩn, có nhiều người muốn biết xem có phải là sự thật không ạ. Vâng, và sức mạnh của nhu cầu câu view lớn đến mức một số đối tượng đã không từ thủ đoạn, lợi dụng từ hình ảnh con người, thậm chí lợi dụng cả thiên nhiên. Những quý vị nào sinh sống ở thủ đô Hà Nội hẳn vẫn chưa quên ngày 5 tháng 6 vừa qua, thì thủ đô đã hứng số lượng sấm sét nhiều kỷ lục. Cụ thể là trong cơn dông diễn ra từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng, tổng cộng đã có tất cả khoảng 10.215 cú sét đánh xuống ở Hà Nội. Trong đó thì có 7.025 cú sét rội xuống đất, còn lại thì đánh ở trên không trung. Số lượng cú sét theo thống kê là hơn 10.000, nhưng mà cá nhân tôi thấy là so với lượng tin tức, nhân cơ hội này để tung ra những câu chuyện ly kỳ, thần bí, thiên biến vạn hóa xoay quanh thì có lẽ còn vượt xa con số 10.000. Còn nguyên nhân thực sự thì có lẽ nên để chuyên gia lên tiếng. Những tiếng sấm liên tục trên bầu trời kèm theo những tia sét, dễ dàng cảm nhận được cứ vài phút và thậm chí là có thời điểm vài giây lại nghe thấy tiếng sấm sét. Theo ghi nhận từ mạng lưới định vị sét quốc gia của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trong suốt hơn 3 tiếng xảy ra mưa lớn, mật độ sét xảy ra rất nhiều ở Hà Nội, đã ghi nhận hơn 10.000 cú sét và trong đó hơn 7.000 cú sét đánh xuống đất. Có thời điểm chỉ trong một giây có đến 10 cú sét. Có một cái giải mây rất mạnh di chuyển từ phía tây sang phía đông của khu vực Hà Nội. Thì ở cái giải mây này đã gây ra hiện tượng sét rất là nhiều tại khu vực Hà Nội. Theo cái số liệu thống kê của chúng tôi thì trong các cái khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ thì sét xảy ra liên tục, đặc biệt trong cái khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ là cái số lượng sét rất là nhiều, có thể lên tới hàng nghìn cú sét. Việc sấm sét xuất hiện trong mưa dông là điều hoàn toàn bình thường, mật độ sét dày đặc thì không phải là bất thường. Vâng, thời đại hiện nay thì không khó để thấy hiện tượng hở chút ghi hình hay là ghi hình hở chút như câu chuyện về Mr. 700 clip ở trên. Và cuối chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị nghe lại câu chào mời của Mr. 700 clip này ở trên bãi biển. Anh đang làm quay một video về phỏng vấn thì em đúng một câu hỏi nhá. Là nếu mà bây giờ em có ước mơ được dạo chơi với một người nổi tiếng thì em muốn dạo chơi cùng nhé. Em làm ơn em chờ giúp anh không nhỉ? Anh chúc em mãi xinh đẹp và tuyệt vời anh nhá. Chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Dạ vâng ạ, và nếu mà được hỏi câu hỏi này thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Câu trả lời đó là đừng quan tâm đến câu trả lời, mà hãy tìm cách để yêu cầu được xóa đoạn clip trong máy điện thoại đi, bởi vì các bạn có quyền. Đừng để ai đó có quyền được thể hiện bản thân họ dựa trên hình ảnh của các bạn.
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thành phố lọt vào top 15 trung tâm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 và Hà Nội đứng thứ 6. Đây là bảng xếp hạng của Savills, công ty dịch vụ bất động sản của Anh. Dựa trên chỉ số trung tâm tăng trưởng với vai trò dự báo các khía cạnh kinh tế của 230 thành phố cho đến năm 2033, tốc độ tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh được thúc đẩy bởi sự gia tăng về số lượng hộ gia đình thu nhập cao. Còn triển vọng của Hà Nội dựa trên sự gia tăng tài sản cá nhân và tầng lớp trung lưu đang mở rộng. Báo cáo này chỉ tập trung vào nhóm các thành phố có chỉ số GDP năm 2023 từ 50 tỷ đô la Mỹ trở lên. Bengaluru ở Ấn Độ dẫn đầu nhóm thành phố tăng trưởng nhanh. Dự án đường dây điện cao thế 500 kV mạch 3 đóng vai trò chủ lực trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần cung ứng điện cho miền Bắc trong thời gian tới, với mục tiêu đóng điện trước ngày 30 tháng 6, hàng nghìn công nhân, kỹ sư đang ngày đêm miệt mài trên khắp các công trường với nỗ lực cao nhất nhằm bàn giao các cột thép đúng tiến độ. Hãy cùng với chúng tôi đến với những cột điện cao thế đang được đội xung kích của EVN Hà Nội lắp ráp tại Hưng Yên. Đây là một trong số 13 cột điện cao thế thuộc đường dây 500 kV mạch 3 được đội xung kích của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tiến hành lắp đặt. Mỗi cột điện như thế này có chiều cao 72m, nặng 130 tấn và được lắp ráp từ hơn 2.000 cây cấu thép. Tất cả đều phải tuyệt đối chính xác, trong khi cột điện lớn nhất mà các công nhân của EVN Hà Nội từng lắp ráp mới chỉ là cột điện 110 kV. Bởi vậy, ngoài việc nghiên cứu kỹ bản vẽ thi công thì còn phải hiểu rõ từng mã số được dập trên dầm thép có ý nghĩa như thế nào. R01-3B này là thanh cái ở tầng thứ 6, DG1, cánh thứ 3 bên phải. Tổng có 4 thanh này. Ban đầu tất cả anh em xuống rất là bỡ ngỡ, tại vì chưa bao giờ mà làm những cái công trình nó to và mang tầm cỡ quốc gia như thế này. Anh em cũng phải tìm hiểu và xem cách đọc bản vẽ rồi xếp thanh để mà có thể đáp ứng được nhanh nhất nhu cầu công việc. Để hoàn thành mục tiêu đóng điện trước ngày 30 tháng 6, EVN Hà Nội đã huy động gần 200 công nhân lành nghề của các công ty điện lực tiến hành việc lắp đặt 10 vị trí cột điện cao thế 500 kV tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên. Tất cả các công nhân đều làm việc 3 ca 4 kíp với tinh thần vượt nắng thắng mưa, quyết tâm bàn giao cột cho nhà thầu đúng tiến độ. Đây là vị trí cột điện cao thế 500 kV số 303, cũng là vị trí khó nhất trong tổng số 13 vị trí do EVN Hà Nội phụ trách lắp đặt. Như quý vị thấy là xung quanh tôi là cánh đồng lúa rất là rộng và không có một cái con đường nào để cho các cái phương tiện thi công cơ giới như là các loại xe cẩu vào được đến đây để tiến hành lắp đặt cái cột điện cao thế này. Chính vì thế nên là ở đây tất cả các công nhân của EVN Hà Nội đều đang sử dụng sức người để kéo, để tời những cái thanh sắt này lên cao và điều chỉnh từng mm một để các cột điện này, các cái thanh sắt này vào đúng vị trí lắp đặt một cách chính xác. Không chỉ những cái thanh sắt nhỏ như thế kia đâu mà kể cả những cái cột cái lớn như thế này. Cái cột này nặng tới hơn 1 tấn và tất cả đều được dùng sức người để kéo vào đây để lắp đặt, để nâng lên trên độ cao hàng chục mét. Tất cả những công nhân đều phấn đấu để đạt được cái mục tiêu cuối cùng, đó là hoàn thành đóng điện đường dây 500 kV mạch 3 vào 30 tháng 6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bùn lầy không chỉ khiến việc thi công khó khăn hơn các vị trí khác nhiều lần, mà thời gian lắp đặt cũng kéo dài do phải kiểm tra, làm sạch từng mã số trên dầm thép trước khi lắp ráp để đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn, sai sót. Thì nắm bắt được rõ cái tình hình khẩn trương này thì EVN Hà Nội sau khi nhận nhiệm vụ thì cũng đã tiến hành triển khai bằng mọi nguồn lực để tập trung chỉ đạo với cái tinh thần là vượt nắng thắng mưa và ăn tranh thủ ngủ cùng trương và làm 3 ca 4 kíp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Và chúng tôi cũng đã xây dựng một kế hoạch quyết tâm rất cao, phấn đấu hoàn thành. Đến ngày 15 tháng 6 chúng tôi sẽ bàn giao cho Tổng ty Truyền tải Điện là 5 vị trí cột. Và đến ngày 20 tháng 6 chúng tôi sẽ bàn giao lốt 8 vị trí để Tổng công ty Truyền tải tiến hành kéo dây và đóng điện trước ngày 30 tháng 6 theo đúng chỉ đạo. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên dài khoảng 519 km, có tổng mức đầu tư trên 22.000 tỷ đồng, được chia làm 4 dự án thành phần. Khi hoàn thành, đường dây 500 kV mạch 3 sẽ đảm bảo truyền tải trên 20 tỷ kWh điện mỗi năm, đáp ứng thêm nhu cầu điện năng để phục vụ phát triển kinh tế cho miền Bắc.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã bị một người đàn ông tấn công ở trung tâm thủ đô Copenhagen. Đối tượng tấn công đã bị bắt giữ ngay sau đó. Vụ tấn công xảy ra tại một quảng trường cách không xa nhà của Thủ tướng Frederiksen và khiến bà bị sốc. Hiện chưa rõ bà Frederiksen có bị thương trong vụ tấn công này hay không. Cảnh sát Đan Mạch cũng chưa công bố danh tính thủ phạm cũng như động cơ của vụ tấn công. Nhà sản xuất máy bay không người lái DJI của Trung Quốc cho biết họ đã hoàn thành chuyến giao hàng bằng máy bay không người lái thành công đầu tiên trên thế giới lên đỉnh Everest vào tháng 4, mang theo 3 chai oxy và 1,5 kg các vật tư khác từ trại căn cứ của Everest đến trại 1 trên đỉnh núi. Chiếc máy bay không người lái Flycat 30 đã được sử dụng để chở rác từ trại 1 nằm ở độ cao hơn 6.000 m trở lại trại căn cứ ở độ cao 5.364 m so với mực nước biển. Phương án này sẽ giảm bớt gánh nặng cho người làm nghề giao hàng lên đỉnh núi cho các đoàn thám hiểm. Ngôi làng Benibecavel trên đảo Menorca của Tây Ban Nha từ lâu đã trở thành thỏi nam châm thu hút khách du lịch muốn thả mình dọc theo những con đường hẹp quanh co với những biệt thự trắng tinh. Tuy nhiên, khi ngôi làng này ngày càng nổi tiếng trên các mạng xã hội, kéo theo làn sóng du khách đổ xô tới chen chúc chụp ảnh dọc theo những con đường lát đá cuội đã khiến cư dân trở nên giận dữ và thậm chí là muốn cấm cửa tất cả du khách vào làng. Những con phố chật hẹp của làng Benibecavel đang mất đi vẻ bình yên vốn có của nó. Nằm nép mình trong một vịnh nước màu ngọc lam, nơi dân số chỉ khoảng 200 người, nhưng lại phải đón tiếp gần 800.000 khách du lịch ghé thăm mỗi năm. Tiếng ồn ào cười nói, tiếng bấm máy ảnh loạch xoạch và cả những bước chân rầm rập suốt ngày đêm, khiến người dân chỉ biết thở dài trước những du khách cố chụp nhiều ảnh nhất có thể. Những cư dân trả toàn bộ phí bảo trì cho nơi này có quyền nghỉ ngơi và tận hưởng tài sản của mình một cách riêng tư với gia đình của họ và không bị quấy rối liên tục bởi hàng nghìn bức ảnh. Đôi khi chúng tôi cảm thấy nơi ở của mình như công viên giải trí. Chúng tôi cũng muốn có sự riêng tư chứ. Các công ty lữ hành quảng bá vẻ đẹp cổ tích của ngôi làng này thu hút du khách mang theo nguồn lợi từ kinh tế. Nhưng đám đông là nguyên nhân gây khó chịu cho người dân địa phương bởi những hành vi thô lỗ của một số du khách. Mặc kệ những tấm biển yêu cầu du khách phải tôn trọng cuộc sống riêng của cư dân và im lặng, một số khách du lịch thậm chí còn trèo lên tường và mái nhà, hoặc là mở cửa đi vào trong nhà để xem ai đang sống ở đó. Do đó, người dân gần đây đã quyết định chỉ cho phép du khách tham quan trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối. Và vào ngày 15 tháng 8 tới, họ sẽ bỏ phiếu xem có nên cấm hoàn toàn du khách hay không. Họ là nạn nhân của việc phát triển du lịch thành công. Và tôi cũng hiểu những người sống ở đây bị xâm phạm riêng tư, nhưng du lịch là du lịch. Nó giống như Venice, giống như Cồn Cát, Hy Lạp và nhiều nơi khác. Mỗi thị trấn đều phải có chính sách riêng của mình. Người dân chỉ ra mức độ tiếng ồn, đường tắc và ô nhiễm, nhưng trên hết là tác động đến giá nhà, vốn đã tăng vọt trong những năm gần đây khi nhiều căn hộ được chuyển thành nơi lưu trú cho khách du lịch. Không chỉ riêng làng Benibecavel, một số thị trấn ở Mallorca và Ibiza đã hạn chế bán rượu trong các cửa hàng sau 9 giờ 30 tối, cũng như áp dụng lệnh cấm uống rượu trên đường phố để giảm tác động tiêu cực từ du lịch. Tại những nước ở châu Á thì vấn đề về chỗ ở cũng được quan tâm không kém. Kết quả của cuộc khảo sát giá thuê nhà tại các thành phố thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Viện Đất đai Đô thị của Mỹ công bố cuối tháng 5 vừa qua cho thấy giá thuê nhà trung bình ở 23 quận trung tâm Tokyo là 613 đô la Mỹ một tháng, rẻ hơn rất nhiều so với mức giá thuê trung bình với mức 2.897 đô la Mỹ một tháng ở Singapore. Khảo sát cũng chỉ rõ tỷ lệ chi trả tiền thuê nhà trên tổng thu nhập trung bình hàng tháng của các hộ gia đình ở các thành phố Tokyo, Fukuoka, Yokohama, Osaka, Tachikawa lần lượt là 20%, 16%, 15%, 15% và 14%. Ngoài Tokyo, các thành phố này có tỷ lệ chi trả tiền thuê nhà trên tổng số thu nhập thấp nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Xét giá nhà trung bình năm 2024, Singapore cũng giữ vị trí đầu bảng về nhà ở tư nhân với giá trung bình là khoảng 1,32 triệu đô la Mỹ. Tiếp sau đó là Hồng Kông, Trung Quốc và Sydney, Australia. Đến Việt Nam từ năm 2015, theo chương trình quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, chị Min Moon nhận thấy nhiều tiềm năng cho lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ ở Việt Nam. Ở Hàn Quốc, không có nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp bởi đã sẵn có nhiều tập đoàn kinh tế lớn. Còn ở Việt Nam, dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào với tiềm năng phát triển rất lớn. Chính những điều này đã khiến tôi mong muốn tạo ra bước ngoặt cho sự nghiệp của mình ở đây.
Còn đối với anh Vivian người Anh, nền kinh tế tăng trưởng ổn định và những môi trường làm việc năng động đã giữ chân anh ở lại Việt Nam. Tôi đến từ Vương quốc Anh, nơi mà độ tuổi trung bình của người lao động là 40. Ở Việt Nam, độ tuổi lao động trung bình là khoảng 32. Đây là một sự khác biệt lớn. Tôi cảm nhận thấy lực lượng lao động ở đây tràn đầy năng lượng, rất sáng tạo. Theo thống kê mới nhất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tổng số lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khoảng 136.800 người, trong đó gần 130.000 lao động thuộc diện cấp giấy phép là các chuyên gia và người lao động có tay nghề cao. Việt Nam cũng có rất nhiều những hiệp định thương mại, tiềm năng xuất khẩu là rất lớn. Đối với doanh nghiệp mà nói, chúng tôi tìm kiếm cơ hội và chúng tôi tìm thấy điều đó ở Việt Nam. Các chính sách thu hút lao động nước ngoài đang phát huy được hiệu quả với nhiều thủ tục đã được đơn giản hóa. Tuy nhiên, theo các nhà tuyển dụng lao động, vẫn cần đẩy nhanh hơn nữa quy trình thủ tục cấp giấy phép lao động. Đây được cho là điểm nghẽn trong thu hút lao động nước ngoài. Những cái thủ tục liên quan đến hành chính cũng cần có cái sự thay đổi. Chúng ta cũng đã biết về hình thức là fast track visa để giúp cho người nước ngoài có thể lấy được visa vào Việt Nam dễ dàng hơn. Thì tại sao chúng ta cũng không cải thiện về cái cơ chế là fast track work permit để khiến cho người nước ngoài lấy được cái giấy phép lao động trở nên dễ dàng hơn cho một số những cái ngành nghề hoặc là một số những công việc đặc biệt mà chúng ta cần phải có người ngay và luôn. Một khảo sát khác của HSBC Expat cũng cho thấy Việt Nam là một trong 10 quốc gia hàng đầu được các lao động nước ngoài lựa chọn làm điểm đến để phát triển sự nghiệp. Ngay từ chương trình khai mạc, tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 đã đem đến những màn trình diễn mãn nhãn. Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại trình chiếu laser, LED Matrix, hologram và 3D mapping, điện kiến trung khoác lên mình một tấm áo mới lung linh huyền ảo. Cùng với đó là những phần trình diễn tinh hoa của các loại hình nghệ thuật Huế. Một người dân Huế thì cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy là đây là một kỳ festival rất là ấn tượng. Mong muốn tạo một không gian rất là tràn đầy ý nghĩa của di sản, tạo cho người xem cảm nhận ngay từ khi bước vào hoàng cung đã có cái cảm nhận về hoạt động lễ hội. Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 cũng là nơi các loại hình nghệ thuật cùng giao thoa, trong đó phải kể đến như đoàn cà kheo hoàng gia vùng Mostem Vỉ, nhóm vũ nhạc flamenco Hispano tới từ Tây Ban Nha, đoàn nghệ thuật múa trống Eiza Urakaji của Nhật Bản, đoàn nghệ thuật dân gian Senyuk, hay vở diễn phản chiếu của nghệ sĩ Xuân Lê. Ở đó, múa đương đại hip hop, triệt va tanh và nghệ thuật thị giác đã cùng kết hợp một cách hài hòa. Chương trình lễ hội ánh sáng cũng sẽ được diễn ra. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng Thái Bình Lâu cùng khuôn viên xung quanh thông qua trải nghiệm không gian nghệ thuật số kỳ ảo và đầy tính tương tác với 12 tác phẩm sắp đặt âm thanh và ánh sáng. Về cuộc chiến sinh tồn của một nhóm thanh niên với quái thú của tự nhiên, một con gấu mật, móng vuốt là bộ phim có đề tài lạ trong số các tác phẩm điện ảnh Việt Nam vừa được ra mắt vốn tràn ngập những tác phẩm quen thuộc thuộc thể loại hài kinh dị hay tâm lý với đề tài gia đình. Đây cũng là phép thử của đạo diễn Lê Thanh Sơn, người từng được biết đến khi chỉ đạo các tác phẩm ăn khách khác của điện ảnh Việt như Bẫy Rồng hay Em Chưa 18. Nó là một cái nỗi ám ảnh riêng của mình và biên kịch. Là một cái đề tài mà từ nhỏ thì mình rất là thích. Con gấu này chưa bao giờ có một cái tiền lệ nào hết, cũng phải mất 7 năm từ lúc mà mong muốn thấy cho tới khi thấy được là nó cũng phải là 5 năm, 7 năm. Với các tác phẩm với đề tài mới lạ, sử dụng nhiều kỹ xảo CGI trong việc thể hiện, hình ảnh quái thú con gấu trong phim là một thách thức lớn. Bên cạnh đó, sự tương tác với một nhân vật ảo cũng tạo ra nhiều khó khăn với dàn diễn viên trong phim. Khi mà cái hôm em tới cast thì cũng rất là bất ngờ, rất là thú vị. Thì khi mình không có một cái diễn viên để mình có thể tương tác chung thì bắt buộc mình phải tìm đến quá khứ, mình phải tìm đến những cái sự việc mà mình đã trải qua trong cuộc đời. Đó, giống như cái câu hỏi của anh thì trong phim này hầu như là phải diễn tưởng tượng hết. Tại vì con gấu CGI 100% thì ekip cũng đã có setup nào là có con gấu giả nè, rồi có những cái người mặc đồ phong xanh nè, đều phải diễn tưởng tượng hết, nó rất là khó. Tại vì nó sẽ không có cho diễn viên một cái cảm giác hợp nhất. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam thể nghiệm ở những mảng đề tài mới lạ, gây chú ý tại thời điểm công bố, như Người Mặt Trời với đề tài Macaron, Bến Phà Sắc Sống, Dương Thế Mạng thuộc thể loại sinh tồn, hay Người Bất Tử. Tuy nhiên đa phần đều chưa đạt thành tích cao tại phòng vé hoặc chưa được đánh giá cao về chất lượng nội dung. Việc khai thác các đề tài lạ này vẫn là một phép thử mạo hiểm với những nhà làm phim trong nước.
Mình không có muốn ở lại trong một cái trường phái hay là một cái tác phong nào hết á. Mình thích thay đổi bản thân của mình để mà mình lúc nào cũng có cơ hội học lại từ đầu, cũng trải nghiệm một cái gì đó mới. Những tác phẩm với đề tài mới như Móng Vuốt làm đa dạng hóa sự lựa chọn cho khán giả với phim điện ảnh nội địa, hứa hẹn làm sôi động hơn thị trường phim trong thời gian tới.